chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Đây tác ao bông lúa Đồng Tháp. Tác cái ao mới đó trời. Còn cái ao thằng Thánh trong kia vẫn chưa tác, tại chưa đủ nhân lực. Cái ao này ao mới múc nha cả nhà. Mới qua một mùa nước nổi. Ao này ngoài trời mới của mình nè. Nay có mấy đi bốn lúa Đồng Nai về để cá cào vậy. Đây là cách để ông Sáu giữ lại cá hồi nước nổi. Chặn cái chứ. Rồi anh Hùng mới xét xuống. Đi cá luôn. Dằn dằn. Không có đem gì đựng. Có xô, cái xô chưa kìa. Xô nãy mình đựng vũ ốc gì đó, ốc đắng quá trời nên đâu có cá không? Có cá không vậy? Có mấy cái rương à? Chị hỏi quá thằng Tùng nên chết lấy cái xô. Khỏi anh Tùng ơi, khỏi anh Tùng ơi. Cắm le lại giúp anh. Ngày nay mà tát cái hồ này mới hơi chậm chậm. Vẫn tiến triển chưa tốt thôi nha, quá trời gió. Cạn anh Hùng. Em thấy cá lóc nó chơi nhóc chân kìa. Chuối cá bự, Đây. Tới rồi. Có cái con phi nó nổi rồi kìa. Trời ơi con cá lóc bự kìa. Trời giấc nãy ảnh chuối giỏi lắm nha. Đó là xì xịt chứ. Rồi giờ làm gì? Bắt. Xuống đường nào? Ông Nguyễn à. Anh đem theo cái thao anh Hùng để họ đựng cá. Thank you.
chốt nhiều lắm anh Hùng ơi. Thank you.
nãy giờ mới đứng con chỗ này mà quá trời cá luôn. Chỉ có khu vực này mọi người đứng im, không có di chuyển không cả nhà. Đứng im luôn à. Anh Trung anh nói chỉ có học tay xuống là lụm cá à. Đứng xuống lụm cá rồi, cá đâu quá. Cá lóc. Mọi người cả nhà. Quá trời. Cua nó bò lển ngoảnh luôn. Hồi đưa cá lên đường bên kia luôn anh Nguyễn ơi, tại cái đường như đây cái đập nó khó đi qua quá, đưa cá đường trên chỗ cái máy á. Thank you.
ủa cái lớp cành kia nó ăn chung chung. Thấy vậy chứ vớt không ăn đâu. Thấy được con. Ai bắt cá chê không chịu bỏ vào cái sọt. Lộn xộn trong đây nè, họ lựa cá chốt để riêng. Thế chê cá lóc rộng riêng luôn không nha. Hết biết cá lóc mà bị chút. Thank you.
phơi thay rồi cả nhà. Anh Tùng nhưng mà lại không lại con cá đó kìa. Quá bự nữa anh Tùng. Quá bự. Mọi người tình hình mọi người sao, mọi người đứng hoài chỗ mọi người không đi đâu vậy nghe. Đứng chỗ bắt không hết nữa đi đâu. Còn ngoài kia cá nó mua lửa ngoài kia kìa. Ừ, đứng thiệt đứng chỗ bắt không hết nữa. Cá lóc vô sọt. Màu vàng. Sọt vàng anh Tùng. Khu bệt. Chỗ này có lóc ghê ta. Mấy con không? Có con đụng chạy tới lưu hoài nó cá nhiều nó không được nữa. Bình thân tình hình heo một ba luôn rồi đơn giản thôi. Khu này còn nhiều lắm đây nè. Anh Hồng bắt cái thủng ra đè đâu rồi ra. Chú bắt cái con phi mà giống như là gấp đồ ăn vậy trời. Ghê gấp ra gấp bỏ vô gấp bỏ vô. Quá cá rồi cả nhà ơi. Cao mới mốt của mình quá đỉnh. Quá được cá ghê. Nó lên đi luôn. Đi vô nhà. Anh Tư. Sao rồi? Đổi ra lượng cá quá. Kìa cho cái sọt nó xuống luôn đi Giang, đựng cá cái sọt dễ ấy. Vui Giang vui. Chốt đang đi gấp cái gù phi với cái chốt. Mọi người bắt cá là tập trung chuyên môn luôn hả? Lên cá đi, lên cá đi. Mình bắt cá chốt cho. Giang với Dũng Sáu chịu trách nhiệm lửa cá rồi. Chị Trúc nữa. Chị Trúc cười quá. Không biết cá đâu mà cá đâu mà giữ thằng. Chứ giờ Tùng trách nhiệm chuyền cá chứ không bò cá chứ. Anh Tùng hối hận thì đã bước xuống đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Dũng. Vậy nó gọi cho kia trên đi. Thấy ham quá mà. Gặp cái lóc bự nãy chịu không nổi kìa, bay xuống liền. Đây nhường cho mấy. Mình cái chơi nó gọi chân ăn luôn rồi. Bò. Không hẹp ý luôn hả? Mình vô cái chốt đi.
Mà dùng với cái chốc chắc con này hết đi em. Nè, vớt nè. Anh chùi chứ. Đâu mà dứt đâu. Nó chùi quá hén anh Nguyện. Ngồi xuống anh Huy bắt cái món này anh Tùng. Cái này dùng cái bự cái nào cũng không dám ngồi. Giờ có tay trái con dám. Ta ngồi lên con cá ngói còn được, ngồi lên con cá chê đi rồi thấy cái cảnh. Cái tiền của kia đây. Thôi không cũng giảm nhơ cũng chạy rồi. Giảm. Nãy có quá nhiều cá chê vàng luôn không? Nhiều lắm cá chê vàng. Rửa lên thấy cá chê vàng không à? Chốt nhiều chứ. Chị, đụng nó làm vậy, bắt cái chốt chứ đi, hòn xử nó. Làm con cái này cho hả? Trời ơi. Vài đá. Mày hả mày? Chết. Ừ. Nó chạm quá đó. Mày chạy kiếm ai? Chị chốt anh Nguyễn. Đừng để nghe Tùng mày mệt mày đó. Không biết ai mệt rồi. Tại vì chạy lại anh Tùng là mắc chạy nữa cho nên là nó mệt á. Còn chạy lại chốt với Nguyện là vô thao anh. Gom cá được rồi đó anh Tùng ơi. Lên anh Tùng ơi, dữ lắm cá anh Tùng ơi. Nè anh Tùng, cá lóc thì dặn anh Tùng. Nè, thấy không, còn bắt cái này không nè. Đó. Cái nhỏ tôi đón bắt. Ông tiêu ra là lựa chi xong mà. Hết chưa hết chàng đẹp trai? Rồi, lên. Lên. Thank you.
nãy. Cái trước không á. Bị gì bò lên rồi
chốt với Nguyện nãy giờ là vớt cá chốt rồi cả nhà, với cá rô phi nó nổi trên mặt trước nè, rồi bây giờ mới quay lại trở lại mò cá đen, là mò cá lóc với mò cá trê. Còn một cao thủ của chúng ta đã bỏ cuộc tại vì anh Trung nó gặp sự cố rồi. Anh Trung vừa mới bắt hai con cá lên là gặp sự cố rồi, anh Trung lên luôn rồi cả nhà. Anh Trung nói gì không Út? Bắt cá thì ghê quá, không bắt nữa. Anh dữ quá à. Giờ mới bắt đầu mò cá đen rồi nè cả nhà. Nãy giờ cá lóc cá trê nhiều lắm luôn rồi đó. Tôi thấy cá lóc này tôi bắt luôn, bắt nó ghê luôn, cá cạnh ghi luôn được không à? Hút từ từ có tác dụng chứ. Ao mình cá lóc dữ gì anh Hùng? Không, cá lóc mà cá lóc bự luôn á. Cá nó bự hơn cá trên cái đường kênh của anh Hùng nữa. Tổng bắt cái gì mà hãy vô lia lịa vậy?
Cái chân cái lỗ này còn con bự nữa nè. Anh ta anh Tùng. Chân lỗ này nè có con bự lắm nè. Rồi nó chuối đen con lòi đuôi lên thế này nhiều lắm. Đó lỗ này có con cá khủng lắm nha. Ừ. Có cá trê nữa đó, cẩn thận á. Cá lóc cá trê luôn. Thank you.
gì mà rén với anh Nguyễn? Hả? Làm gì rén vậy? Đưa vô phòng chăm sóc đặc biệt, đưa lên chăm sóc đặc biệt thiệt rồi. Kìa. Vậy thì bơm nước vô chi vậy? Nước sình không thấy trời bơm cho nên cho trong nước lại tát chứ ai chạy luôn. Dân dân dân. Cái gì? Ờ cá lóc quá trời luôn kìa. Còn giọng muốn còn trời. Thì đem xuống giọng đi. Mình cá chốt không bằng anh Hùng chứ cá lóc là nhiều hơn nhiều luôn á. Cá bự nữa. Ủa cá trê vàng. Ở đây cá lóc không nè. Có cá trê nữa nha. Mới bị đâm cá nữa đó. Trời, từ anh ơi. Cá nhiều quá. Số lượng quá đông. Lỗ đây đó là đi. Cá chốt còn thấy ham thì còn bành bành không. Cá nhỏ thì cá lóc làm hết rồi. Cái rô trời ơi. Thôi chóng mặt quá. Đâu? Cá nhiều quá cả nhà ơi. Sợ người ta cự thì chịu đau thương mình lên đi. Thôi chứ ai cự cự vô uống đi anh. Cái vàng nhiều lắm nha. Cái vàng không. Rồi đây có cái giọng lá lắm đi. Chưa có còn nè. Lụm cái chốt với cái sạc đó vô hồn. Mấy cộng với là cái ghê lóc không hả? Thank you.
bự không anh Nguyễn? Em lên đây em coi. Biết anh Tùng anh lên đây nói gì không Nguyễn? Nó nằm lớp lớp dưới đó ghê lắm. Anh Tùng nó dưới đây nó nằm lớp lớp dưới đây thấy ghê quá rồi, đi lên luôn rồi. Cá mà nó nằm thấy ghê lớp 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 dưới. Cá cá khủng, cá lóc khủng luôn vậy chú. Cá nó cá bự nhiều lắm. Đó nữa kìa, đó cả nhà ơi, cá lóc bự. Cái lóc này chạy như tên luôn. Thank you.
đi cái sọt cá, cá lóc rồi này. Thôi, đi bữa con về bà ơi, thôi. Dám rồi mình lên mọi người ơi. Lên đi ngồi trên Nguyễn với Giang bắt hôi lại. Ờ, con cá thác lát nó liền ra ao trong đi. Để ngoài đi anh. Nhìn cá thì ớn lạnh vậy. Cá lóc về đây nữa vậy. Mấy con giống lộn xộn đổ đi dắt đổ thấy gì. Có gì vàng kìa. Lớp lớp với anh ơi. Trong nó nói cá nằm lớp lớp chứ. Cặp tay con ớ luôn nằm lên. Thì hết hồn vô chị Thảo. Cái này mùa nước nổi á, mình cho nó ngập nước hết trơn chỗ này nè. Rồi cạn xuống thì giữ cá lại. Ủa cái phi này là cái gì nữa Giang? Thôi giữ lắm cá là không tưởng tượng được rồi nghe cả nhà. Ao mới bông lúa đồng tháp cá nhiều cũng quẹ. Ai cơ anh Trung với anh Tùng nói là cá nằm lớp lớp dưới. Lớp lớp thiệt. Trời ơi cái này nhìn nè. Cá lóc quá trời cá lóc anh Hùng ơi. Mà cá bự không à. Con nữa. Rủ anh Trinh về tác chung với team bông lúa Đồng Nai. Anh Trinh nói cao đó có cá đồ tác. Nhiều lắm rồi. Cá lóc mới được
y như chợ đầu mối. Vừa cá. Dọn hai sọt cá lại. Ừ, dọn đi, dọn đi. Rồi đổ cái thao kia ra, ra cái sọt này đặng rửa. Rồi cá lóc không muốn hả? Quá rồi. Từ từ nha, để coi. Còn cái sọt bên giọng có gì chậm lên luôn. Anh Tôn, đổ cái thao. Đổ sọt lên, đổ sọt. Chúng là ừ, không có phải. Cứ đãi đãi cái đi. Còn cá lóc trong đây nữa nè anh Hùng, em bắt bắt đãi bỏ vô gọng giùm em anh Hùng. Con này là lựa rồi, không có cá lóc trong đây không mày. Không, con này cái cá vô không à. Cái rô, cái rô phi, cá chốt. Ừ, cái này dễ lửa. Từ từ coi 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 thành quả chứ cá lóc. Cá lóc là cá có giá trị nhất. Bốn cái gọng này đều là cá lóc hết, phải không? Rồi, ước tính còn khoảng mấy chục ký Nguyễn. Bốn gọng gà, ghi lên thử ra được nhiêu. Còn cá lóc bên này thì chỉ có vô gà. Ba, cái đó gọng nữa, bốn. Nửa trăm ký không? Nửa trăm. Có trên. Có trên hả? Ồ. Mấy gọng này đều là cá lóc hết, cái này mình lưới luôn. À, một gọng nè, đâu lóc quá trời mập luôn. Ở đây nữa nè, đây nè. Mày ăn hết cái chốt luôn, còn gì nữa. Ôi ôi, cái rô ủ rồi. Cái gọng này nó nhiều rồi nha. Cái rô ủ rồi. Mấy ký, 30 ký á. Cá bự nó nhỏ lắm. Ui, Tùng. Tùng. Rồi, bên đây hai gọng nữa, hai gọng này cũng nặng lắm. Ây da, trời ơi. Không có đây nữa khủng hoảng quá anh Nguyễn, anh nói là hơn 50 kg đó, bốn gọng này hơn 50 kg xiềng nặng quá đi gọng. Ồ cá lóc kìa, không phải tin luôn anh Hồng. Còn cá phi này là đựng cá chê nữa. Ê, cá rô này, cá rô lựa nè. Cá rô lựa nè. Anh biết rồi ha. Thành quả cái ao cá của mình thật là khủng hoảng. Phi này là cá trê. Buổi trưa vui vẻ, hẹn gặp cả nhà vào lễ ẩm thực. Chào tạm biệt. Chào cả nhà. Mọi người lựa cá. Hả?